phút đang chuẩn bị xuống hàng anh em. Bến này nó hơi thấp rồi. Xúc phạm cái đi thì một cái mày mé nè, kêu tép cái mày mé thảy vô đi rồi mình thấy mày mé lại. Quá cao rồi, cái bến quá thấp. Hey, anh chơi anh ủi vô cần như vậy. Sẽ có là nỗi sự yếu.
muốn lên xuống bến hơi bị lạnh các bạn. Chỉ là xuống đã xuống rồi các bạn, giờ thì đang lên biển xuống. Đây là chị vô đất nha các bạn. Thôi gì cũng ảnh cũng làm xong rồi thì mình kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem tới giờ này nha. Cái này mình like.